tại một cửa hàng dụng cụ y tế trên đường Nguyễn Chánh Thanh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, nơi bán khẩu trang đúng giá. Dù mỗi người chỉ được mua 2 hộp khẩu trang y tế 4 lớp và một chai dung dịch sát khuẩn, song từ 4 giờ sáng, dòng người từ khắp nơi đã đổ về để chờ mua. Coi ở trên trang mạng là thấy ở trên đấy bán là tôi mới lên đây là mua khẩu trang, nói chung là để phòng bệnh. Cả nhóm mình đi thì tới đây khoảng 5 giờ sáng. 5 giờ sáng thì xếp hàng, bây giờ thì chắc cũng hơn 2 tiếng gì đó thì tụi mình cũng có mua được để trang bị cho mấy bạn nhân viên sử dụng trong cái mùa này mà. Khi mua được thì cảm thấy rất là mừng, tại vì thật ra là đông quá không biết là tới lượt mình hay không. Rồi cuối cùng thì mà mọi người cũng đã có. Và trước đó thì mình cũng có mua nhưng mà không có mua được 2 hộp, chỉ mua lẻ thôi. Lúc 6 giờ sáng mà quá thì đông rồi. Bà Đỗ Thị Ngọc Tuyết, chủ cửa hàng cho biết, trong ngày 8 tháng 2, cửa hàng sẽ phát khoảng 1.000 phiếu mua hàng. Với mỗi phiếu, mỗi người mua được 2 hộp khẩu trang và một chai nước rửa tay với giá 154.000 đồng, hộp khẩu trang 37.000 đồng, chai dung dịch sát khuẩn tay nhanh 80.000 đồng. Số lượng không nhiều nhưng hy vọng sẽ giúp bà con mua được khẩu trang đủ chuẩn, đúng giá để phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona. Mình muốn bán như thế để nhân dân có người ta nghèo ta mua không nổi cái giá cao. Cho nên mình muốn giúp cho dân để có đưa ta xài. Khổ cùng khổ. Đây có lúc nào được giúp dân lúc đó, có bao nhiêu là giúp bao nhiêu. Cho mình không dám hứa trước được. Theo ghi nhận tới 8 giờ sáng cùng ngày, nơi đây không có hiện tượng chen lấn xô đẩy. Tuy nhiên, do số lượng người mua ngày càng đông, khu vực này có lực lượng công an đến hỗ trợ điều phối trật tự.